Hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì tiếp tục lại một clip thanh lý hàng hóa ở trong cơ sở miền Nam. Thì đối với ngày hôm nay thì có rất là nhiều những dòng sản phẩm để gửi tới các bác và anh em, như là những dòng loa này, đầy này, vang này, mic này. Và có số những mặt hàng nào mà dành cho những bác thợ hay là dành cho những các bác mà dùng trong gia đình thì em sẽ đều nói rõ ở trên clip. Và tình trạng nó như thế nào em sẽ nói thật với các bác. Đấy, đặc biệt là đối với những mặt hàng thanh lý hay là những tất cả nói chung là những mặt hàng mà khi các bác mua bên em thì các bác có thể xem hay là mở ra kiểm tra rất là thoải mái. Và trước khi đi vào trong clip thanh lý ngày hôm nay thì em sẽ phổ biến một chút cho các bác nhé. Thì như mọi lần thì em đã chia sẻ với các bác, đó là đối với tất cả những mặt hàng thanh lý thì ở trong cơ sở miền Nam thì các bác phải đặt cọc trước giúp em khoảng từ 300.000 cho đến 500.000 đồng đối với những mặt hàng nặng, tùy theo sản phẩm ở đây. Và thứ hai là đối với mặt hàng nhẹ thì các bác chỉ cần đặt cọc trước giúp em khoảng 200.000 thôi. Đấy, đấy là một số lưu ý mà em để gửi tới các bác trong buổi video thanh lý ngày hôm nay. Và ngoài ra thì ở đây thì sẽ có rất là nhiều những dòng sản phẩm rất là chất lượng để gửi tới các bác và anh em khi mà đang có ý định đầu tư về loa hay là đầu tư về đẩy vang mic. Đấy, thì ngày hôm nay có rất là nhiều những dòng sản phẩm chất lượng để gửi tới các bác anh em, như là những dòng loa CD này. Đấy, loa CD Bass 30 này. Đấy, và như dòng loa CD Bass 25 này. Loa PL PL AMP nhá. Đây, AP PL, AP nhá các bác nhá. Này AP. Đấy, hay là dòng loa BMB này. CSP 5000C. Loa DK này, loa Electrovoy. Rất là nhiều những mặt hàng ở đây, hay là đẩy Audio Center để gửi tới các bác anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi ok. Và trước khi đi vào trong clip thì em cũng xin nhấn mạnh lại các bác một chút. Đây là video thanh lý ở trong cơ sở miền Nam nha các bác nhé. Video thanh lý ở trong cơ sở miền Nam. Và khi các bác gọi điện với em thì các bác chỉ cần gọi điện qua số điện thoại hotline là 0982352313 thì bên em sẽ có người trực và cũng như là để các bác chốt hàng được dễ dàng hơn. Rồi ok, và cũng không để các bác đợi chờ lâu nữa thì em cũng xin phép được vào trong clip thanh lý ngày hôm nay luôn. Và ngày hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2023. Đấy. Thì trước khi đi vào trong clip này thì bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào clip thanh lý luôn. Đầu tiên ở đây là một chiếc vang số nha các bác nhá, vang số. Là dòng vang bãi. Đây là một trong những dòng vang rất là nổi tiếng rồi. Và chất âm cũng đã được rất là khẳng định và nhiều anh em đang bán trên thị trường. Đối với dòng loang và dòng vang 3G Audio này, KM KMX 330 thì con này cho ra chất âm rất là hay và nó sử dụng đến 3 chế độ effect nha các bác nhé. 3 chế độ effect. Đấy, thì các bác có thể căn chỉnh rất là dễ dàng, và các bác có thể căn chỉnh bằng tay này hay là căn chỉnh bằng máy tính này đều được nhé. Và đối với dòng vang này thì dành cho những các bác hay là anh em mà đang cần vọc vạch tìm hiểu thì các bác có thể lựa chọn sang dòng vang này nhé. Và bình thường ở ngoài các bác những kênh YouTube đang bán đâu đó với giá là khoảng cỡ hơn 2 triệu đồng đối với dòng vang bãi 3G Audio này. Con này thì nó sử dụng những cổng đằng sau nhé, 4 đường vào nha các bác nhé, 4 đường vào bằng đường AUX và 4 đường để nối ra đây. Let's try này. Đấy, center này và cổng sub. Đấy. Con này tình trạng thì dùng vẫn bình thường và em cũng đã test rồi và chất âm cũng rất là con này chất âm ổn nha các bác nhé. Nếu trong vòng dòng vang số. Và con này thì tình trạng này, các bác nhìn thấy chưa? Mặt đằng trước này. Đấy. Mặt trên này hầu như là không có một vết chảy xước này nhá. Tình trạng vẫn còn rất là đẹp và vẫn còn zin nhá các bác nhá. Bao zin bao xịn cho các bác. Và đối với dòng vang 3G Audio KMX 330 này thì chiếc số 1 này em thanh lý với giá là 950.000 đồng nha các bác nhá. Rồi ok. Và tiếp theo là đến với một dòng vang số 2, đây là dòng vang cơ lai số. Đối với dòng vang cơ lai số thì bên em đã bán rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay rất là đặc biệt là có một bác khách hàng bác nâng cấp lên bên em một dòng vang số nha các bác nhá. Vang số. Và đối với đương nhiên là đối với một dòng vang cơ lai số của hãng DB Gotic KM 330 Pro thì đã được khẳng định trên thị trường và cũng như là được rất là nhiều những bác anh em tin dùng. Và đây là một trong những dòng vang cơ lai số mà bán chạy nhất hiện tại bây giờ mà bên cửa hàng Hiếu Minh hay là anh em đang bán. Thì những nhiều bác mà đang dùng thì có thể cho em một like, một bình luận ở trên video thanh lý.
Thì đối với dòng vang này thì tình trạng thì các bác có thể nhìn thấy nó vẫn còn như mới nhé. Đối với dòng vang này thì em vẫn bảo hành cho các bác lên đến 1 năm luôn. Đó, vẫn bảo hành cho các bác 1 năm. Đây. Đấy, thì em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Red Ride Bad Out này. Rồi. Chưa? Con này thì đầy đủ các cổng ăn chơi này. Bluetooth cổng quang AUX. Đấy, USB. Con này chỉnh thì rất là dễ dàng rồi. Chất âm thì rất là hay, nó chỉ thua con số một chút thôi. Và giá thì hiện tại em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 1.950.000 chiếc số 2 này. Thanh lý cho các bác với giá là 1.950.000, giá rất tốt cho các bác anh em. Và bình thường đối với dòng vang này đang bán ở ngoài với giá là 2.950.000 nhé các bác nhé. Đấy. Này hiện tại đang bán mới, ngoài là giá là 2.9. Đấy, khi các bác mua. Và này bán mới nó sẽ có bao gồm cả điều khiển luôn. Đấy, con này là bác hàng nâng cấp của bác khách hàng này. Rồi ok. Xong hai chiếc nhá. Và tiếp theo là đến chiếc này thì em đánh dấu là chiếc số 23 là một dòng vang Chipad. Đối với dòng vang này thì các bác có thể chỉnh được 4 mode nhá. Đấy. Dòng vang bãi, đây là dòng vang bãi. Con này chất âm rất là hay. Và các cổng dùng thì con này lên đến 4 cổng nha các bác nhá. Sử dụng 4 cổng vào. 4 cổng vào. Đấy, left right này, center cổng sub này. Đấy. Hay là các bác sử dụng được cả bằng jack hoa sen đều được hết nhá. 3 cổng mic ở sau này. Và bình thường thì nếu mà các bác mua ở ngoài hay là mua anh em đang bán thì con này hiện tại đang bán với giá là rơi vào gần 2 triệu đồng nhé. Gần 2 triệu đồng một chiếc này. Vang Chipad. Chiếc này em thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu đồng nhé. Chiếc số 23 vang Chipad, thanh lý các bác với giá là 1 triệu đồng. Con này rất dễ căn chỉnh. Đấy, con này rất dễ căn chỉnh. Và chất âm thì cũng rất là hay, thì em đã test qua rồi. Dùng ok nhé các bác nhé. Rồi ok. Rồi tiếp theo là đến với những dòng lọc xì nâng tiếng. Ở đây thì có một chiếc lọc xì, con này thì của bác khách, bác nâng cấp lên bên em, bác lấy cả bộ dàn nhé. Thì em thu lại bộ dàn cũ. Con này là chiếc lọc xì DBX 2231. 2231 con này là hàng của bên em. Đấy. Này, con này thì hàng của bên em. Thì các bác yên tâm. Đây. Con này là size là thuộc size là size 3U nha các bác nhá. Size 3U. Size rất là lớn này, cao. Bình thường các bác mua thì hiện tại bình thường cửa hàng em hay là nói chung ở ngoài thì anh em cũng đang bán với giá dao động khoảng cỡ hơn 2 triệu đồng đối với chiếc lọc xì này. Đấy, chiếc lọc xì này thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 950.000 đồng. Chiếc số 3 này nhá. Size 3U rất là lớn. Con này chất âm rất là hay nhá. Con này em bán rất là nhiều này. Rất là nhiều. Và nhiều anh em và các bác đang dùng rồi. Rồi ok. Đấy là chiếc số 3 này. Em thanh lý với giá là 950.000. Và tiếp theo ở đây là một chiếc nâng tiếng của hãng DBOTIC. Dòng nâng tiếng DAC5S. Đấy. Dòng này thì nó đầy đủ cổng quang này, Bluetooth này, hay là AUX. Đấy, thì các bác có thể căn chỉnh rất là dễ dàng. Dành cho những bác ấy, khách hàng hay là anh em có thể chỉnh nhạc ở trên này rất là dễ nhá. Rất là dễ. Tình trạng của dòng này thì các bác có thể nhìn thấy là này, không một vết chảy xước nào nhá. Đấy, con này thì nó không có một vết chảy xước nào. Con này thì của anh khách, anh nâng cấp lên bên em một chiếc vang số. Đấy, thì em hỗ trợ để nhập lại cho bác đấy. Thì giá nó rất là tốt. Thì bình thường các bác mua đối với dòng nâng tiếng này ở ngoài ấy, thì đang bán với giá là 2.3 triệu nhé. 2.3 triệu. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho các bác còn với giá là chiếc số 4 này. Đấy, hỗ trợ nhập lại của bác khách hàng thì em thanh lý cho các bác còn với giá là 1.450.000 đồng nhé. 1.450.000 đồng. Đấy. Còn nếu các bác lấy dây rắc này thì các bác hỗ trợ thêm bên em là 50.000 nhé. Bình thường dây rắc thì em đang bán nó rơi vào 150.000 một cặp rồi. Đấy, thì khi các bác lấy thì hỗ trợ thì bên em khoảng 50.000 thôi. Đấy, là rất là ok. Và đối với dòng nâng tiếng này thì các bác có thể nhìn này. Đấy. Nhìn nhá. Con này thì đây, tem còn như mới nhá. 2022 nhá các bác nhá. Con này thì của anh khách anh nâng cấp lên thôi. Tháng 9 2022. Tem còn rất là mới, nâng cấp lên dòng vang số. Chiếc số 4 này em thanh lý với giá là 1.450.000 đồng. DAC5S, DBOTIC DAC5S. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây là đến với những bộ mic nha các bác nhé. Bộ mic thì ở đây là em có một bộ mic chính hãng của Guinness VH7. Đây, mic này.
Mic này thì em nhập lại giá rất là tốt của bác khách hàng. Thì chiếc này thì em đánh dấu là chiếc số 5. Thì em thanh lý với giá là 400 ngàn đồng nha các bác nhé. 400 ngàn đồng. Con này thì thuộc dòng mic đời đầu thì nó sẽ sử dụng là pin dạng pin vuông. Thì các bác có thể mua ở ngoài rất là dễ dàng đối dạng pin này. Con này em test rồi, dùng vẫn rất là ok nhá. Này. Đấy. Con này em giữ bác đi giữ thì rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. Dành cho bác anh em thì không có điều kiện để có thể lựa chọn sang cái dòng mic này. Thì chiếc này em thanh lý với giá là 400 ngàn đồng thôi. Giá rất là phải chăng. Rồi ok nhá. VS7. Rồi. Tiếp theo ở đây là em có một bộ mic Beyer. Đây nhá, đây là mic Beyer nha các bác nhá. Beyer đây là thuộc dòng Beyer vì vàng. Thì các bác có thể thấy là đối với những dòng Beyer vì vàng hay là dòng Beyer nói chung thì bình thường các bác đang mua ở ngoài thì giá nó sẽ rơi vào tầm 2,3 triệu. Đấy, 2,3 triệu đến 2,5 triệu tùy vào tình trạng. Thì đối với dòng này thì bác khách đang mua giá là 2,3 triệu nha các bác nhá. Mic là tên là Ichang K610. Đấy, mic này em đánh dấu là chiếc số 7 này. Chiếc số 7. Đây, tay mic đi, tay mic màu vàng. Vẫn còn rất là đẹp. Tay mic thì vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đây, chụp này. Hầu như không một vết chảy xước. Con này thì của bác khách bác còn hỗ trợ cho các bác là cả cái chụp chụp đuôi nữa. Chụp đuôi. Đấy. Mở giúp em con này với. Đây. Này nữa. Rồi ok. Đây, con này thì ở trong thì một chiếc nó bị mất gãy mất một nãy nhá. Bị mất gãy một nãy pin ở bên kia thôi. Đấy, tình trạng như nào em quay cho các bác y hệt như thế nhá. Không một chút dấu giếng nào về cho các bác làm gì cả. Đấy, đối với cái hàng thanh lý. Con này thì chất âm Beyer thì dùng rất là hay rồi. Dành cho anh em sự kiện này hay là dùng trong gia đình rất là tốt. Và chất âm rất là hay. Và giá thì em thanh lý cho các bác còn với giá là 1,2 triệu đồng. Giá rất tốt cho các bác và anh em khi lựa chọn sang những dòng mic này. Đấy, đây là chiếc số 7 nhá. Em đánh dấu đây là chiếc số 7 nhá. Và tiếp theo ở đây là đến với dòng mic Shure. Đấy, Shure UR4S. Đấy. Dòng mic này thì vỉ nó thì ngang với dòng những dòng Beyer nha các bác nhá. Vỉ thì các bác có thể nhìn thấy là rất là nhiều những điểm tụ vàng. Rất là nhiều những điểm tụ vàng. Thì các bác có thể thấy là những dòng mic mà nhiều điểm tụ vàng này thì thuộc dòng những dòng mic đời cao và rất là xịn. Đấy. Hả? Đây, và vỉ sóng nó rất là lớn này. Con này hộp sóng rất là lớn và con này độ phủ sóng rất là xa. Thì con này hiện tại thì nó đang bị tình trạng như này các bác nhá. Tình trạng là bị lỗi mất một tay bắt sóng ngắn. Bắt sóng ngắn thì nó chỉ bắt trong khoảng cỡ từ 2,5 mét đổ lại. 2,5 mét cho đến 3 mét đổ lại. Đấy thì nó cái tình trạng là sóng nó sẽ bị ngắn lại, nó sẽ bị ngắn lại một chút. Đấy. Thì chiếc này thì em thanh lý rẻ cho các bác luôn. Rất giá rất là tốt. Đây. Này tay mic thì hầu như bác ấy giữ rất là tốt này, không một vết chầy nào. Đấy, con này em hỗ trợ nâng cấp giúp bác đấy để lấy sang những dòng sản phẩm bên em. Đây. Tay mic số 2 đây. Ok chưa? Con này thì ok nhá. Này thì em sẽ thanh lý chiếc số 6 này. Đây, mặt đằng trước này. Chiếc này thì em sẽ thanh lý chiếc số 6 này với giá là 600 ngàn đồng nhé các bác nhá. 600 ngàn đồng đối với bộ mic này. Rồi ok. Đấy là những dòng mic. Còn bây giờ em sẽ quay đến một chút đến đẩy. Ở đây thì em có một chiếc đẩy hai kênh của hãng Cora K6 Plus. Đối với dòng vang này đối với dòng đẩy này thì các bác có thể thấy là con này nó chạy nguồn xung. Con này nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24 là tổng là 48 sò nha các bác nhá. 48 sò thì công suất nó sẽ cho ra là 800W một kênh, 800W một kênh nha các bác nhá. Đối với dòng đẩy này thì nó chạy nguồn xung thì các bác đã biết rồi. Đấy. Con này thì giá ngoài bình thường các bác hay anh em đang bán giá đâu đó nó sẽ khoảng hơn 9 triệu đồng. Hơn 9 triệu đồng một chiếc này. Đấy, các bác có thể check trực tiếp ở trên Google hay là check trực tiếp ở trên các kênh YouTube hiện tại các bác anh em đang bán. Thì con này hiện tại nó đang bị tình trạng này. Con này thì dành cho anh em thợ thôi. Đấy, em thanh lý giá rất tốt rồi.
Con này thì hiện tại nó đang bị lỗi kinh B, nó ra nhỏ, tức là các bác chỉ cần về thay cái phần chiết áp của kinh B thôi. Các bác chỉ cần thay chiết áp của kinh B thôi là các bác có thể sử dụng hoàn toàn bình thường. Đấy, chỉ lỗi một chút về phần chiết áp này thôi, còn lại hầu như là nó không bị vấn đề gì cả. Bình thường cái lỗi chiết áp này các bác chỉ sửa đâu đó, chỉ giá nó chỉ rơi vào khoảng cỡ 150 là cùng, 150-200. Đấy, thì con này thì em coi như là em thanh lý rẻ các bác, còn bình thường nếu mà không bị lỗi gì cả em thanh lý sẽ phải rơi vào là hơn 3 triệu đồng. Đấy, vì con này nó chạy một mạch nguồn sung, mạch đầy mới rồi. Ok, đấy là em chia sẻ một chút cho các bác về dòng đầy này. Ở đây chiếc số 8 này thì em thanh lý với giá là 2.300.000 đồng, Cora K6 Plus. Đấy, rồi ok chưa? Đấy, đấy là về những dòng vang, dòng đẩy. Và ở đây thì em có một chiếc đẩy Audio Center. Con này thì con này hàng bãi các bác nhé, hàng bãi thì em mới về thôi, mới về, mới có hàng ở đây. VA801. Con này công suất khoảng 800W một kênh nha các bác nhé, 800W một kênh. Đánh rất là tốt dành cho những anh em mà đánh loa full này, hay là đánh những dòng loa mà sử dụng những dòng chép neo ấy, thì các bác có thể sử dụng những dòng đẩy này. Đánh rất là sạch tiếng nhá, sạch tiếng và cái độ trâu bò nó rất là cao. Con đẩy này thì tình trạng vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhá, rất là đẹp. Con này em kiểm tra rồi. Đấy, kiểm tra rồi. Rất là ok nhá, con này đánh rất là ok. Con này đã được khẳng định thì em cũng không cần giới thiệu nhiều. Các bác nếu mà chỉ cần nếu mà cần xem kỹ càng hay là cần xem video trực tiếp thì các bác có thể gõ trên kênh là đẩy Audio Center. Bên em mới về hàng đợt trước thì các bác có thể xem trên đấy, từ phần ruột gan hay là phần bên trong thì nó sẽ đều có. Thì giá bình thường ở ngoài đang bán với giá là hơn 7 triệu đồng. Giá đâu đó nó khoảng cỡ 7 triệu rưỡi hoặc là đến 8 triệu. Đấy, thậm chí đến 8 triệu tùy vào độ đẹp. Đối với con đẩy nó đẹp như này thì bình thường ở ngoài nó giá nó phải bán đến tầm gần 8 triệu đồng nhé các bác nhé. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác, tức là em xả cho các bác về dòng đẩy này, còn với giá là 6 triệu đồng. Đấy, chiếc này là chiếc số 16 nhé, em đánh dấu là số 16. Đẩy Audio Center VA801. Đấy, thanh lý các bác còn với giá là 6 triệu đồng. Giá rất tốt cho các bác và anh em. Rồi ok. Và tiếp tục ở đây là em có một chiếc nữa. Chiếc cốt. Con này là cốt số DB Boutique 2006. Con này là thuộc dạng hàng mà các bác bác khách bác đi nâng cấp, bác mới dùng được khoảng 1 tháng. Bác đi đổi lên bên em một chiếc cốt đời mới hiện tại bây giờ của hãng DB. Cốt DB 408 nhé, bác đi đổi lên dòng 4 in 8 ao. Thì bác đi nhờ bên em thanh lý giúp bác đi chiếc cốt số này. Thì nếu như các bác hay anh em đã biết thì đối với những dòng cốt số mà bình thường ngoài thì các bác có thể check ở trên, check trên Google hay là check ở trên hãng, hiện tại đang bán với giá là rơi vào là 6.500.000 đồng nhé, 6.500.000 đồng. Thì ngày hôm nay thì đối với dòng 2 in 6 ao này, đấy, con này thì vẫn còn rất là như mới nhé. Con này các bác lấy em vẫn bảo hành cho các bác lên đến 1 năm luôn. Đến 1 năm 2 AB này. Đấy, cộng 1, 2, 4, 5, 6 này. Em sẽ hỗ trợ chỉnh cho các bác tại cửa hàng. Đấy, để gửi cho các bác anh em khi dùng, các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, con này thì các bác chỉnh tay cũng được, chỉnh tay cũng được này, hay là chỉnh bằng phần mềm cũng được. Phần mềm thì nó rất là thân thiện với người dùng, rất là dễ dàng. Và bên em có video giới thiệu hay là chỉnh tay hay là chỉnh bằng phần mềm cũng có video rồi, thì các bác có thể theo dõi trên kênh. Đối với dòng cốt DB Optic 2006 này, em sẽ thanh lý cho các bác chiếc số 19 này, sẽ thanh lý cho các bác còn với giá là 4.500.000 đồng nha các bác nhé, 4.500.000 đồng. Giá rất chi là tốt rồi cho các bác và anh em. Rồi ok, đấy là những mặt hàng đẩy vang mic hay là cốt. Và tiếp theo ở đây đánh dấu của em con kia đây, giá Audio con Gutin này, con vang Gutin. Rồi ok. Bây giờ em sẽ quay đến các bác một phần rất chờ đợi nữa, đó để đến loa. Loa thì ngày hôm nay thì em có rất là nhiều những mã hàng loa, từ những dòng loa mà để trợ lời Audio Center này, trợ lời Center này. Đấy, hay là trợ để các bác có thể đánh trong không gian gia đình, thì ngày hôm nay em có hàng cho các bác luôn. À, quên mất con đẩy, quả súp này. Thì ở đây thì em có một quả súp bát súp điện bát 25 của bác khách. Đấy,
Con này xúc điện thì dành cho bác mà đánh trong không gian này từ 20 mét vuông trở lại các bác nhé. Đây là thuộc dạng xúc điện mà đánh hầm, đánh gầm mà đi dưới, đánh tiếng rất là hay. HTV Audio nhá. HTOV Audio. Thì xúc điện bát 25 này thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 1.200.000 đồng nha các bác nhé. 1.200.000 đồng. Đấy. Và ở đây thì em có một chiếc đẩy nữa là đẩy lướt, hàng lướt, thuộc dạng hàng lướt nhé các bác nhé. Hàng này thì hàng này thì thuộc dạng hàng demo bên em thôi, hàng demo. Đấy, hàng demo. PS Audio LA12004. Dòng đẩy là thuộc dạng demo. Bình thường các bác mua đối với dòng đẩy này thì giá nó sẽ rơi vào công suất là 1200W, thì bình thường các bác mua sẽ giá là 10.600.000 đồng. Đấy. Thì đối với dòng đẩy này thì bình thường em mới chỉ để mua được khoảng cỡ 2 đến 3 tháng. Đấy, công suất là 1200W. Con này là sử dụng nguồn này, nguồn đồng rất là lớn này, các bác nhìn thấy chưa? Bự chà bá. Đấy. Thì đối với dòng đẩy này thì em đã review rất là nhiều ở trên kênh, và cũng như là theo dõi trên kênh em bán rất là nhiều, thì các bác có thể theo dõi trực tiếp trên kênh về chi tiết từng dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác và anh em. Đây. Đấy, con này thì đến từ cái phần vì mạch này cho đến cái phần bo mạch công suất thôi. Đến bo mạch công suất thôi thì các bác có thể không bị lo về phần hàng giả hàng nhái. Đấy, đến cái phần tụ lọc nguồn thì nó cũng đều có, nó đều có những cái như là để làm mát tụ lọc nguồn như những cái phần quần vỉ nhôm ở đây này. Đấy. Rồi, ok chưa? Rồi, đối với dòng đẩy này thì em sẽ thanh lý cho các bác còn với giá là 9.500.000 đồng nhé. 9.500.000 đồng. Ở đây em chỉ có duy nhất một chiếc thôi nha các bác nhé. Em chỉ có duy nhất một chiếc thôi, thì em sẽ thanh lý cho các bác còn với giá là 9.500.000 đồng. Công suất 1.200W một kênh đối với dòng đẩy PS Audio LA12004 nhé. Đấy. Rồi, ok. Và tiếp theo ở đây là đối với dòng loa B3. B3 ở đây thì em có một cặp loa B3 đây. Đây. Đây, có mã đây này. Loa này loa thuộc dạng loa trợ lời các bác nhá, dành cho anh em sử dụng để làm center hay trợ lời. Dòng loa này rất là tốt. Dòng loa này có mã là CR8L. Đấy. Công suất dài tần xuống rất là sâu. Đối với những dòng loa của Đức thì các bác đã biết rồi. Tiếng bass rất đánh rất là sâu, 70Hz cho đến 18Hz, 18kHz này. Độ nhạy 92dB này. Công suất là 100W này. Đấy. Và trở kháng 8 ohm. Rồi, ok. Rồi, đối với dòng này thì các bác có thể sử dụng trợ lời hay là sử dụng để làm center. Dòng loa này rất là tốt nhé, trợ rất là tốt. Thì chiếc này em đánh dấu là chiếc số 20. Em thanh lý cho các bác còn với giá là 2.400.000 đồng đối với dòng loa audio, đối với dòng loa B3 này, CS. Đây. Đấy, CRS CR8L. Đấy, con này thì các bác nhìn này, rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Không một vết cháy xước nào nhé các bác nhé. Đây. Đấy, em quay rất là kỹ cho các bác từng góc cạnh một. Đây. Từng góc cạnh một nhé các bác nhé. Đấy, trước khi mua hàng thì các bác cũng có thể mở ra xem thoải mái. Đây, con này nó chỉ hơi bị ấy một chút ở cái căng thôi. Giá thì em thanh lý trước này thì em đánh dấu là 20. Em thanh lý với giá là 2.400.000 đồng nha các bác nhé. 2.400.000 đồng. Bình thường các bác mua ở ngoài thì giá nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 5 triệu đồng đối với cặp này. Này thì là bát 25 nha các bác nhé. Bát 25. Đấy, rồi ok. Tiếp theo là em sẽ quay đến đối với những dòng loa JD này hay là những dòng loa AP. Ở đây em sẽ quay trước dòng loa bát 25 trước và sau đó là đến những dòng loa bát 30. Và tiếp theo ở đây là một dòng loa bát 25 của AP. Thì đối với dòng loa này thì các bác có thể theo dõi ở trên kênh của các bác hay anh em, nhiều anh em đang bán ở trên thị trường. Giá nó sẽ rơi vào khoảng 7 triệu đồng, hơn 7 triệu đồng một cặp này nhá. Con này thì chất âm nó rất là hay rồi. Đấy. Đây các bác nhìn này, bên ngoài nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Con này thì bác giữ rất là cẩn thận. Đấy, nó chỉ bị một chút ở cái phần đầu này thôi. Phần đầu này nó hơi bị mót, là cái này là do vận chuyển nhá các bác nhá. Bác khách bác báo với anh em là cái này là do vận chuyển, nó hơi bị một chút thôi.
còn lại hầu như nó không có một vấn đề gì cả. Đối với những dòng loa AP như này thì chất âm rất là hay nha các bác nhá, đặc biệt là từ phần giải bát. Giải bát đây, con này mã đây, mã APBD10 đấy, AP Time. Con này nó sử dụng cái rác niêm chích ở đằng sau, nó sử dụng hoàn toàn bằng nhôm hết nha các bác nhá. Nhôm này rất là chắc chắn này, rất là đẹp. Dòng loa này nó rất là đẹp. Con này khi em để bán bãi thì cũng được, mà hàng nào ra hàng đấy thì em để thanh lý cho các bác nhé. Đây các bác có thể để ý là driver bên trong. Con này nó sử dụng là phần bát là sử dụng là phần từ bích 7 màu nha các bác nhé. Từ đây rất là chắc chắn này. Đấy. Những cái dòng từ này thì các bác đã biết rồi, dùng rất là bền, rất là bền, và chất âm thường nó sẽ sạch hơn so với những dòng từ đen. Đây, có mã nhá. Phần bát này có mã này, từ mã này. Đấy. Từ cái phần xương này, đây, các bác nhìn thấy chưa? Made in USA này. Made in USA nhá, màng này. Màng cũng dập luôn cả cái phần sản xuất, nơi sản xuất này. Và cho đến những cái phần xương này, con này sử dụng là phần xương gang đúc rất là chắc chắn này. Đấy. Nó giống như kiểu JBL đấy, nó giống như JBL. Các bác để ý là phần xương đúc này. Phần mang thì con này nó sử dụng là gân lụa tẩm dầu 3 lớp. Này. Gân lụa tẩm dầu 3 lớp. Màng bóng nhá, à, sử dụng là offer bóng nhá. Bình thường thì các bác mua ở ngoài con này nó giá là dao động khoảng từ tầm từ 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu đồng một cặp này. Đấy. Con này thuộc dạng dây đi vòng này, rồi, ok rồi. Thuộc dạng dây đi vòng nhá. Đấy, thuộc dạng này. Ok chưa? Rất là đẹp. Phần nhện rất là đẹp nhá. Em quay rất là kỹ và chi tiết cho các bác. Đây, thùng bên trong này nhá. Lần đầu em có chép này. Đây. Con này sử dụng chép rất là lớn nha các bác nhá. Chép rất là lớn này. Đấy. Chép này, có mã hết này. Con này sử dụng là chép nhựa carbon nhá. Carbon rất là cứng. Và tính chép đi ra rất là xa, sạch. Đấy. Này này, các bác nhìn thấy chưa? Chép rất lớn. Con này sử dụng họng chép là họng chép 30 của những dòng loa bát 30 mà nó được gắn ở trên những dòng loa bát 25 này, thì các bác đã biết là về phần giải lời và cũng như là chép nó bay như nào. Đây. Đấy, có tên và mã chép đầy đủ nhá. Rồi ok. Đấy, em quay rất chiết. Còn đây là phân tần đây. Con này sử dụng phân tần rất là gấu nha các bác nhá. Phân tần rất gấu. Đấy. Một cuộn phân tần đỏ và một cuộn phân tần màu đỏ này của chép này, và một cuộn phân tần màu đỏ của bát này. Chưa? Rất là lớn nhá. Phân tần này rất là dày nhá. Rất là dày này. Bo thít rất là chắc chắn. Đấy, con này thì chất âm rất là hay rồi, đã được khẳng định rồi. Thì các bác có thể theo dõi ở trên các kênh hiện tại anh em đang bán bây giờ. Giá các bác có thể check trực tiếp ở trên đấy. Giá bình thường anh em đang bán giá là sẽ rơi vào tầm gần 8 triệu đồng, 8 triệu đồng một cặp này. Tùy theo độ đẹp. Đối với cặp loa mà đẹp như này thì giá nó phải dao động khoảng 8 triệu đồng một cặp nha các bác nhé. Đấy. Đây. Em quay chi tiết cho các bác đối với dòng loa AP này. Đấy. Rồi ok chưa? Ok nhá. Thì chiếc này thì em đánh dấu là chiếc số 9. Thì em sẽ thanh lý cho các bác còn với giá là 3 triệu 900 ngàn đồng một cặp này nhá. Một cặp loa này 3 triệu 900 ngàn đồng. Đấy. Rồi ok nhá. Và tiếp tục là hôm nay là rất là vui mừng là có một bác khách. Bác này lại nâng cấp lên bên em một cặp loa JD ông Hoàng Nhạc nhá. Đấy. Con này thì được đánh giá là ngang với những dòng loa Audio Center hiện tại bây giờ. Bát 25. Đây. Đây em sẽ để bát chép ra. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác từ phân tần này, từ phần thùng của con này này. Con này có mã là PL10 các bác nhá, mã là PL10. Thì đối với dòng loa này thì các bác có thể check ở trên ngoài thị trường hay anh em đang bán. Giá sẽ là rơi vào tầm gần 10 triệu đồng, giá là khoảng 9 triệu rưỡi nhá. Đấy, 8 triệu cho đến 9 triệu đồng đối một cặp này. Mà cặp đẹp như này thì các bác đã biết rồi. Đấy, giá rất là tốt. Hôm nay thì em thâu lại được một cặp thì em sẽ thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt cho các bác nhé. Này các bác nhìn để ý chưa? Đây là mới chỉ phần thùng bên trong này. Và đặc biệt là các bác có thể nhìn thấy là cái nó sử dụng những cái phần hệ thống driver là cái phần phân tần. Nó nhìn nó rất là, các bác nhìn nếu các bác nào mà thích xem ruột thì các bác có thể để ý con này, nhìn nó rất là sướng mắt. Đấy, từ những cái phần kẹp này, kẹp mà để ra bát này, ra chép này thì nó đều được kẹp rất là chắc chắn này. Đấy, kẹp này và
đặt một lớp nhựa đây để cách điện rất là chắc chắn nha các bác nhé. Đấy, từng con này sử dụng là 4 trở sứ nhá, 4 trở sứ màu trắng. Đấy. Và nó đến 3 phần cụm cảm. Cụm cảm thì dương chép nó đã sử dụng là 2 cụm cảm và bát nó sử dụng 1 cụm cảm. Và 2 tụ lớn, con này sử dụng là 2 tụ lớn và 3 tụ nhỏ. Đấy, thì các bác độ thấy có thể thấy là cái phần âm thanh chất âm của những dòng loa JD nó hay như thế nào và được khẳng định trên thị trường như thế nào nhé. Đấy. Con này thùng quách vẫn còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Con này em để bán bãi thì rất là ngon, nhưng mà thôi, thành lý cho các bác. Cái gì ra cái đấy. Đấy là chiếc thứ nhất nhá. Còn đây là chiếc thứ hai này. Đấy, em quay về cái phần thùng chiếc thứ hai cho các bác này. Chưa. Đây. Đấy. JD PL10. Rồi, ok chưa? Đấy. Đây, em quay một chút về thông số các bác nhìn đấy nhá. Rồi ok. Đấy. Đây, phần bát đây. Em sẽ quay về phần bát, phần chép cho các bác. Con này sử dụng là bát 25. Thì con này các bác có thể nhìn thấy là nó sử dụng cái phần bát là nó phủ luôn, tức là cái phần khung xương này nó phủ luôn cùng với cái phần màng gần như bằng nhau các bác nhé. Đấy. Đây, loa JD các bác nhìn thấy chưa? Phần màng này. Con này vẫn bao zin bao xịn đấy các bác. Đấy, có dấu này. Loa này có dấu luôn nhá. Ok. Từ loa này sử dụng là bích từ đen. Đấy. Có mã luôn này. Sử dụng là bát của JD, bát chép là của JD luôn nhá. Đấy, LFD1060. Đấy. Rồi ok. Này đánh tiếng bát hay là tiếng chép rất là hay nhá. Dòng loa thì chất âm nó đã được khẳng định trên thị trường rồi. Đấy. JD HFD02001111. Đấy, có mã đầy đủ. Con này sử dụng chép rất là lớn nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy tay em này. Đấy, tay em ôm được cả một cái phần quả chép này. Và nó sử dụng là cái phần phễu này nó rất là dày này, rất là dày. Và cái độ mở của cái họng chép nó rất là lớn nhá. Đấy. Con này em quay rất là kỹ cho các bác này. Rồi ok, đây là quả thứ nhất nha. Đây là quả thứ hai này. Chưa. Ok chưa? Đối với dòng loa bãi này. Con này sử dụng gân lụa tổng dầu 3 lớp nha các bác nhá. Rồi ok. Thì đối với dòng loa này các bác mua ở ngoài thì giá nó sẽ rơi vào là 8.500.000 đồng. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho các bác còn với giá là 4.800.000 đồng nhé. Chiếc số 10 này thanh lý cho các bác còn với giá là 4.800.000 đồng. Giá rất tốt cho các bác và anh em khi mua hàng. Ok chưa? Nha các bác nhá. Đấy, em quay rất là kỹ cho các bác. Con này sử dụng bông chôm mút trứng nhá, trứng mút nhá. Rất ok. 4.800.000 đồng chiếc số 10. Và tiếp theo là đấy, cũng đối với một dòng loa JD nữa. Đây là một dòng loa mới, hàng mới, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng. Con này là của bác khách. Bác ấy mua ở bên là của Đức Tuyên Audio nha các bác nhá. Đức Tuyên Audio. Thì bác nâng cấp lên bên em một cặp loa JBL KP4012. Thì đối với dòng loa này thì cũng đã được nhiều anh em hay là nhiều các bác khách hàng cũng đã rất là ưa chuộng. Con này thì chất âm rất là hay rồi. Đấy, tiếng đánh ra phủ, độ phủ rất là tốt. Dành cho những bác mà sử dụng trong không gian phòng từ 40m² trở lại. Đánh có thể lựa chọn sang những dòng loa này. Đấy, dòng loa thương hiệu của Tây Ban Nha. Chính hãng. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Con này thì bác ấy mới mua được khoảng 2 tháng thôi. 2 tháng nha các bác nhé. Vẫn còn nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện. Đấy. JD PA12+. Công suất là 400W. Đây là công suất tối thiểu nhé. Công suất trung bình là 800W. Và cực đại sẽ là 1600W. Con này thì bên em đã lên hình rất là nhiều. Thì các bác có thể theo dõi trực tiếp ở trên kênh. Đấy. Đây, vẫn còn nguyên tem của JD này. Đấy, vẫn còn rất là mới. Đối với một dòng loa mới như này thì bình thường các bác hay là anh em mua ở ngoài giá nó sẽ rơi vào khoảng là 18 triệu đồng một cặp nha các bác nhá. 18 triệu đồng một cặp. Đấy.
Được chưa? Con này thì rất là đẹp rồi, nhẫn chê. Con này thì em không cần phải giới thiệu nhiều với các bác về cái dòng loa này nữa. Rồi, đây thùng đấy nhá các bác nhá. Vẫn nguyên thùng này. Đây, đến cái phần bao này. Bao này, bao của loa nó vẫn còn nguyên này. Đấy, thùng đây, hộp xốp. Tức là bác khách bác gửi như nào thì em vẫn còn giữ nguyên như thế cho các bác. Này, thùng xốp này nhá. Nguyên thùng xốp này. Đây, cả đây nữa. Rồi ok. Đối với dòng loa này thì bình thường các bác mua thì sẽ rơi vào tầm 18 triệu đồng một cặp. Thì ngày hôm nay trong buổi video thanh lý ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác còn với giá là 13 triệu 200 ngàn đồng một cặp loa này nhé. Chiếc số 14 thanh lý với giá là 13 triệu 200 ngàn đồng một cặp này. Rồi ok, đấy là về dòng loa gì đây. Bác nâng cấp lên bên em cặp loa JBL thì em hỗ trợ và cũng như là giá rất là tốt cho anh em này. Giá nó sẽ bớt đi khoảng cỡ hơn gần 5 triệu đồng nhé. Bớt đi gần 5 triệu đồng. Giá rất tốt cho các bác anh em, dành cho các bác khi mua hàng. Đấy là về dòng loa của JD. Và tiếp tục là đối với một dòng loa BMB, dòng loa full có mã hiệu là CSP 5000. Nhá nhá, CSP 5000C. Đối với những dòng loa BMB thì các bác đã biết rồi, đánh rất là bạo lực, dành cho những bác mà đánh không gian gia đình mà từ 45 mét vuông trở lại cũng được. Đây các bác phải nhìn để ý vào cái phân tần này. Tần sử dụng phân tần rất là gấu nhé. Đấy, phân tần này. Đấy, đây phân tần đây. Tần bát chép này. Thì con này đánh ra rất là hay và đã được khẳng định. Con này thì của bác khách, bác nên nâng cấp lên bên em là bác nên lấy sang những dòng loa JBL 4, dòng loa JBL Bass 40. Đấy, con này thì bác mua của Hanh Nguyễn nhé. Đó, nguyên tem này, chưa? CP5000C BOV. Đối với dòng loa này thì anh em đang bán ở đâu đó ngoài thị trường, giá sẽ rơi vào tầm 17 triệu đồng. 17 triệu đồng là đang bán bãi nha các bác nhé. Bãi là 17 triệu đồng. Đấy, chưa? Rồi ok. Rồi, thùng chiếc thứ nhất này. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai nhá. Ok chưa? Phần tần này em quay rất kỹ cho các bác có thể xem, soi, xét rất là dễ dàng đối với dòng loa. Chưa? Đấy, còn nguyên tem nhá, nguyên tem của bên bán luôn. Đây, nguyên tem của bên bán này, Hành Nguyễn Audio. Giá hôm nay thì các bác mua đi. Hôm nay thì rất là nhiều những dòng loa ngon dành cho các bác mà giá thì rất là hợp lý. Đấy, giá là siêu hợp lý dành cho các bác rồi. Lâu lắm rồi mà nhiều dòng loa mà xịn mà chất âm hay mà giá này hợp lý như này dành cho các bác khi anh em lựa chọn. Và con này nó sử dụng là cái phần bát này, các bác có thể nhìn thấy con này nó sử dụng phần bát rất là lớn anh ạ. Tại nó rộng vô setup lại cái sub giùm tí xíu. Anh cứ vào đi, bây giờ hiện tại em đang bận. Dạ vâng, hiện tại em đang quay video thanh lý. Các bác có thể nhìn thấy là cái phần này nó sử dụng là phần từ bích từ trắng rất là lớn này, to đúng bằng một cái phần bàn tay luôn. Đấy, con này từ nó phải từ đến từ 200 nha các bác nhé, từ 200. Và tiếng bát đánh rất là sâu, bạo lực dành cho các bác và khi dùng trong không gian gia đình. Đấy, đây con này từ này, chưa? Ok chưa? Rồi, con này thì các bác nhìn thấy này, các bác để ý là ở trên BMB thì nó sẽ sử dụng ở trên cái phần phễu loa, tức là cái phần nón này nó sẽ có in chữ hình BMB. Con này là sử dụng gân lụa tẩm dầu hai lớp nhé, hai lớp. Đấy, đánh rất là bạo lực. Và phần đây là phần chép, các bác có thể để ý này, con này sử dụng củ chép rất là lớn này, các bác thấy chưa? Rất là dày không? Rất là dày. Con này thì chép nó đi rất là xa, khỏe. Đấy, củ chép này có đầy đủ mã này, chưa? Chép này lớn chưa? Rất là hay nhá. Và cái độ phễu nó mở, nó sâu. Cái phễu nó sâu và cái độ mở nó rất, mở họng nó rất là lớn và độ phủ nó rất là rộng dành cho bác anh em mà khi mua hàng. Đấy, rồi ok. Đấy thì em quay về phần bát chép. Và em cũng xin thông báo luôn là đối với dòng loa này thì em sẽ thanh lý với giá là 12 triệu đồng nha các bác nhé. 12 triệu đồng một cặp này. Rồi ok nhé, 12 triệu đồng một cặp này. Giá rất là tốt.
Và ngoài ra ở đây thì em có hai cặp loa thuộc dòng thứ nhất là Electrovoy và một dòng nữa là dòng DK Darking. Và cái bản Electrovoy thuộc dòng của Mỹ này thì các bác đã biết là rất là nổi tiếng và sử dụng trong không gian gia đình từ khoảng 45 mét vuông trở lại thì đánh rất là tốt. Dành đặc biệt là khi các bác nghe nhạc thì đối với những dòng loa mà thuộc Electrovoy, tiếng nhạc nó rất là trầm ấm, rất là mềm mại. Và bình thường ở bên ngoài hiện tại anh em đang bán đối với dòng loa này thì đang bán với giá là 18 triệu đồng một cặp nhé, 18 triệu đồng một cặp. Có bên đã bán đến 18 triệu rưỡi một cặp, đấy tùy theo độ đẹp. Và đối với dòng loa này thì của bác khách, bác đi đợt trước cũng mua bên em, bác nên nâng cấp lên, bây giờ bác nên nâng cấp lên một bộ sàn karaoke bao gồm full đồ của JBL các bác nhé, trừ đẩy là lấy của DB thôi, full đồ của JBL thì em thâu lại được giá rất là tốt cho các bác, của các bác. Và bây giờ hôm nay thì em thanh lý cho các bác còn với giá là 12 triệu 600 ngàn đồng, giá rẻ hơn 1/3 nhé, rẻ hơn 1/3 cho các bác khi mua, đấy, giá rất là tốt đấy, rất ok chưa đối với dòng loa này 4C1 Electrovoy 4C1 đối với dòng loa này made in Uina đấy, giá rất tốt cho các bác và anh em khi đầu tư. Để mà bỏ tiền ra mà để đầu tư một bộ dàn thì ngày hôm nay thì chia sẻ một chút với các bác là hôm nay thì có rất là nhiều những dòng mà sản phẩm tốt mà để giới thiệu đến các bác và anh em, mà hiếm khi có một đợt thanh lý nào mà nhiều những dòng loa mà chất lượng mà tốt được như thế này nhé, để gửi tới các bác anh em. Đấy. Thì em cũng xin phép được thông báo với các bác là chiếc loa này, đôi loa này em sẽ thanh lý cho các bác. Em đánh dấu là số 12, thanh lý với giá là 12 triệu 600 ngàn đồng một cặp này nhé. Một cặp này là 12 triệu 600 ngàn đồng. Đấy. Và tiếp theo ở đây là em có một cặp loa DK Darking thuộc dòng là UK12PR. Đối với dòng loa này thì các bác có thể check trực tiếp ở trên kênh, các kênh, hay là check trực tiếp ở trên anh em đang bán đâu đó với giá là 25 triệu đồng một cặp này nhé. 25 triệu đồng một cặp. Thì ở đây là bác ấy nâng cấp lên bên em một cặp loa Nexo, full bộ Nexo các bác nhé. Đấy. Là bác ấy lấy theo những bộ dàn của Nexo thì bác đấy nâng cấp và em thâu lại giá tốt và để hỗ trợ bác và cũng như là để hỗ trợ đến các bác và anh em một đấy, con này nó hơi bị, con này nó do vận chuyển này, bác đi di chuyển này, sao ấy, nó hơi bị chảy một chút chỗ này thôi. Con này hầu như là vẫn còn như mới nhé các bác nhé, vẫn còn như mới, còn rất là đẹp. Nó hơi bị chảy một chút thôi. Con này nó không đáng kể. Đây thì các bác có thể xem là cái phần mã này, đây, công suất là RMS là 550W và cái độ nhạy nó rất là cao. Và đây là một trong những phiên bản mà đặc biệt mà thuộc dòng limited, là thuộc dòng bản giới hạn của nhà hãng DK Darking. Thì đối với dòng loa này thì hiện tại đang bán với 25 triệu thì em thâu lại giá tốt, thì em để cho các bác còn với giá là 15 triệu 600 ngàn đồng. Đấy, giá này em thanh lý cho các bác nhé. Chiếc số 13 này với giá là 15 triệu 600 ngàn đồng nhé các bác nhé. Và đương nhiên rồi thì sẽ có một số sản phẩm thì em sẽ xả và cũng như là để lấy tương tác cho các bác và anh em. Ở đây là có một số dòng sản phẩm như là đẩy này, vang đấy, của hãng Gutin hay là của hãng PS Audio thì em sẽ xả cho các bác. Ở đây thì em sẽ xả duy nhất chỉ có 3 chiếc thôi nha các bác nhé, để lấy tương tác cho các bác. Đối với dòng vang PS Audio SV99, đây là thuộc bản hầu như là cao nhất của hãng PS Audio. Đấy, dòng SV99 này thì bình thường các bác có thể biết là bình thường anh em đang bán ở ngoài hoặc là check trực tiếp ở trên hãng thì bình thường hiện tại đang bán với giá là 2 triệu 700 ngàn đồng một chiếc này nha các bác nhé. 2 triệu 700 ngàn đồng. Đấy. Thì ngày hôm nay thì em xả duy nhất chỉ có 3 chiếc để lấy tương tác cho anh em. Sẽ còn với giá là 1 triệu 800 ngàn đồng nha các bác nhé. 1 triệu 800 ngàn đồng. Con này thì chất âm rất là hay rồi. Và rất là nhiều những bác và anh em đã lựa chọn và cũng như là đã tin dùng về sản phẩm của PS Audio. Đấy. Con này thì chất âm rất là hay rồi. Giá con này thì đầy đủ cổng quang và Bluetooth USB. Đấy, dành cho các bác anh em. Giá em xả cho các bác còn giá là 1 triệu 800 ngàn đồng. Chiếc số 18. Và tiếp theo ở đây là một chiếc quản lý nguồn của Ashley. Đối với những chiếc quản lý nguồn này, Ashley P15 nhé, P15. Bình thường các bác mua đối với chiếc quản lý nguồn này giá nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu 6, 1 triệu 7.
thì ngày hôm nay em xả cho các bác còn với giá là 1.150.000 đồng nha các bác nhé. 1.150.000 đồng. Đấy, đây là quản lý nguồn Ashley P15, chống ù xì hay là chống bật tắt. Đấy các bác, bật tắt rất là dễ dàng. Đấy, bảo vệ bộ giàn cho các bác rất là quan trọng trong bộ giàn. Đấy, chiếc số 17 này 1.150.000 đồng. Rồi ok. Và tiếp theo là một chiếc vang. Con này thì của bác khách, bác lý. Con này thì thuộc dạng là hàng này là hàng em gửi cho bác khách. Đấy, cũng may là hộp nó xấu nên bác khách bác gửi lại. Đấy thì hôm nay em có một chiếc này. Đấy, hộp nó xấu thôi. Hộp nó chỉ bị xấu thôi. Thì bên ngoài vẫn còn như mới và vẫn bảo hành cho anh em và các bác một năm. Đối với dòng vang GD Gutin Belarus 5X này, một trong những dòng vang chất âm rất là hay và thuộc bản đời mới các bác nhé. Đầy đủ cổng quang AUX này, Bluetooth này. Đấy, thuộc bản đời mới. Đối với chiếc hộp xấu như thế này thì em sẽ để cho các bác giá rất là tốt nhé. Bình thường ngoài đâu đó đang bán với giá là 3.400.000 đồng. Thì ngày hôm nay em để cho các bác còn với giá là 2.400.000 đồng nhé. Chiếc này chiếc số 21. Đấy, 2.400.000 đồng. Giá rất tốt cho anh em và các bác rồi. Rồi ok. Đấy là đối với những mặt hàng thanh lý mà em đã quay và gửi tới các bác trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Các bác bên em vẫn nhận nâng cấp hay là đổi mới những thiết bị karaoke gia đình. Và ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều những dòng loa mà cũng vừa mới cập bến tại cửa hàng Hiếu Minh. Chưa có video để gửi trực tiếp tới các bác. Đây, những dòng loa PV này, đấy, Bát 25. Dòng loa PV Bát 30 này. Đấy, Sub Phaito này, Bát 40, Bát 50. Đây, Lexo này, CBL. Bên em rất là nhiều những mặt hàng. Thì em sẽ hẹn cho các bác của khoảng video sau nhé. Video sau thì em sẽ gửi tới các bác. Đấy, thì các bác cần mua hàng hay là cần nâng cấp những thiết bị đổi mới thì có thể liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh qua các số điện thoại hotline trên đây. Cơ sở 1 có số điện thoại hotline là 0919182233 và 0869997229, và cơ sở 2 là 0982352313, và có địa chỉ tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, và cơ sở 2 là 48B Cư Xá Bờ Điểm, Quốc lộ 22 Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng xin cảm ơn các bác đã lắng nghe và theo dõi buổi thanh lý ngày hôm nay. Và em cũng xin hẹn phép được hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.